Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Vâng, chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình trải nghiệm của Autodaily. Và hiện tại thì Bảo Duy đang có mặt tại Bangkok Motor Show 2019. Và như quý vị các bạn đang thấy đó, ở ngay phía sau Duy chính là chiếc All New Camry. Vâng, chiếc Camry tại thị trường Thái Lan được ra mắt tại triển lãm Motor Show ngày hôm nay sẽ là hứa hẹn phiên bản chính thức xuất trình làng tại thị trường Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một vòng để xem chiếc All New Camry mới này có những gì khác biệt và thực sự là em nó có hot không nếu như có mặt tại thị trường Việt Nam. Vâng, ngay bây giờ đi luôn thôi ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn xem, nếu như chúng ta nói về cái ngôn ngữ thiết kế bên ngoài ở phần đầu xe thì phải nói là Toyota Camry phiên bản mới đã có một màn lột xác thực sự là rất đáng để chúng ta phải khen ngợi. Bây giờ Camry đã có những cái hình ảnh, những cái diện mạo trẻ trung hơn, nổi bật hơn và đặc biệt là hấp dẫn hơn. Không còn những cái đường nét thiết kế có phần cũ, có phần đứng đắn, phù hợp với những cái lứa tuổi từ 30-40. Bây giờ Camry đã khác. Vâng, chính xác là như vậy. Các bạn hãy nhìn ngắm một chút về cái phần mặt ca lăng này, rồi cái cụm lưới tản nhiệt này, rồi cái vè ở phía dưới bạn ở sốc nữa. Tất cả mọi thứ đã tạo nên cho Camry mới một cái nhìn thể thao ngay từ chính diện. Đây, lưới tản nhiệt, cái phần trước này được cấu tạo là hai nan, một nan mỏng và một nan bản dày, kéo vuốt dài sang hai bên nối liền cụm đèn pha với nhau. Đây, cụm đèn pha thì là cụm đèn pha full LED nhé, với cái bóng cầu thủy tinh ở đây. Đó, giải đèn LED định vị ban ngày đây ạ. Riêng cái phần đèn pha này đã tạo cho chúng ta một cái sự sắc bén hơn so với cả thế hệ tiền nhiệm rất nhiều. Rồi, cả cái phần lưới tản nhiệt ở phía dưới nữa, các bạn có thể nhìn đi ạ. Đó, các bạn có thấy không? Nó được làm to, được làm trải dàn sang hai bên. Nhìn cái phần đầu xe ấy, nó thấp, nó bề thế hơn. Và đặc biệt ấy, là cái phần ốp ở phía dưới của cái ba đợt sốc dưới này này, có thêm một cái phần rè chắn ở đây. Đó. Thể thao không? Cái này là một cái phụ kiện của cái bộ gói phụ kiện TRE Sport. Đây, Sportivo, TRE Sportivo. Đó. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng sang với cả chiếc Sportivo ở bên này, các bạn có thể thấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ khám phá em này trước nhá. Đó, đó là cái phần diện mạo phía trước. Còn khi chúng ta tiến sang bên hông thì sao? Cái bộ la răng này, đó, la răng dạng đa chấu, sử dụng lốp Bridgestone. Bộ la răng này thì theo như Duy nhìn ở đây thì được trang bị là bộ la răng 18 inch với những cái thiết kế được pha giữa màu đen và cái màu nhôm phay xước ở đây. Đó, Camry à? Camry bây giờ đã không còn già nữa rồi. Đã có những cái đường nét thiết kế rất là trẻ, những cái trang bị, những cái điểm nhấn. Nó đâu đó nó sẽ cho Camry cái sức hút mãnh liệt hơn trước rất là nhiều. Một ông hoàng ở thị trường Việt Nam trước đây. Đó, chúng ta sẽ cùng đi tiến lại gần hơn cái phần tay nắm cửa mạ chrome này. Đó, đấy, nhìn thế cơ mà. Ở bên trong đây còn được nhà sản xuất, không biết là cái đây Duy đoán là phụ kiện kèm thôi, chứ còn bình thường mà lại có thêm một cái lót ở bên trong mà làm giả carbon này nữa thì nhìn yêu thương thôi rồi. Thế này mà về Việt Nam mình mà đầy đủ full phụ kiện thì hot lắm luôn. Gương chiếu hậu, đó, cái đèn xi nhan báo rẽ đây các bạn ơi. Đây cũng là một cái đường nẹp ốp chrome sáng bóng. Nó chỉ còn lộ ra một chút xíu ở đây là đèn xi nhan thôi. Nhưng nếu như chúng ta lậy, chúng ta bỏ cái này ra thì sẽ đây là cả một cái giải xi nhan ở đây. Cái phần thiết kế cái ốp gương này cũng vậy á. Nó có cái sự khí động học nhiều hơn khá lớn. Đó. Gương chiếu hậu này. Đó. Tích hợp cả cảnh báo điểm mù ở trên gương luôn. Rồi. Anh em mình nhìn lại một lần nữa nhá. Nhìn lại một lần nữa cái phần ngang hông này đi. Đó.
ở ngay cái phần phía dưới các bạn có thể thấy rõ hơn không? Đó chính là cái phần rè ở phía dưới ngang thân xe. Cái phần này thì cũng là nằm trong cái gói phụ kiện của Theore Sportivo. Rất hy vọng rằng khi về thị trường Việt Nam sẽ có những cái trang bị này để chúng ta có thể trang bị thêm cho chiếc Camry của mình nếu như mẫu xe này chính thức có mặt tại những showroom của Toyota. Chắc chắn là mẫu Camry này về thị trường Việt Nam, Duy cứ mạnh dạn đoán đi, là sẽ có cái mức giá cao hơn phiên bản hiện tại khá đấy ạ. Đây là phiên bản 2.0G. Đó, các bạn nhìn cái phần đèn hậu, phần đuôi phía sau đi. Cái phần đằng trước ấy thì khá là dữ dằn, khá là thể thao, nhưng mà cái phần đuôi thì theo như Duy đánh giá đây, nếu như chúng ta không có những cái phụ kiện như là cánh gió rồi rè ở phía dưới ấy, thì phần đuôi của Camry lại có những cái nét khá là hiền hòa. Đâu đó nó lại có cái sự ảnh hưởng của Lexus. Đây, cái phần đèn hậu nhá, cái đèn hậu này có một cái giải đèn vuốt từ cuối đèn kìa, nối sang đây, vòng dưới này. Đó, đây là giải đèn LED đấy ạ. Cánh gió thể thao. Nói chung là cái bộ phụ kiện của TD Sportivo này lắp lên chiếc Camry mới này, chúng ta sẽ có những cái diện mạo nhìn nó tươi trẻ, nó thể thao đó. Cái phần rè dưới đây các bạn ơi, cam lùi đầy đủ. Chiếc Toyota Camry 2019 mới này thì chúng ta sẽ có những cái trang bị như là cái gói trang bị của Toyota có công bố là cái hệ thống cảnh báo điểm mù này, rồi giữ làn đường ở trong cái gói Toyota Safety Sense ấy. Không hiểu sao mà Duy chưa mở được phần cốp này ra. Có khi là do mình chưa có chìa khóa rồi. Thôi được rồi, cái phần cốp của Camry thì từ xưa nay vẫn rộng. Chúng ta có thể để đó để lát chúng ta tìm hiểu sau nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến vào phần khoang nội thất đi. Đó. Thị trường Thái Lan thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái phần tay lái nghịch. Để nói khi mà đứng từ bên ngoài là nhìn vào cái khoang nội thất, cái chỗ khoang cabin lái ấy, thì Camry đã có cái những cái đường nét thiết kế mới. Đương nhiên là sẽ có đâu đó những cái phần mà chúng ta sẽ nhìn được những cái điểm nó được ảnh hưởng từ cái phiên bản cũ. Tất cả những cái thiết kế bên ngoài này, rồi là ngay cả cái thiết kế nội thất bên trong ấy, thì đều khá là tương đồng với mẫu Toyota Camry được giới thiệu tại thị trường Mỹ năm 2017. Này, nút mở cốp này, rồi mở bình xăng này, đã hoàn toàn được tích hợp lên trên cái khu vực bảng điều khiển ở đây. Đã không còn những cái nút gạt hay giật tay thời ơ kỳ ở đây nữa. Toyota đã thay đổi, thực sự là đã thay đổi. Vô lăng 3 chấu. Phần da thì sờ khá mềm. Cái phần trên của bảng táp lô này ấy, Duy đoán là nhựa mềm thôi, nhưng mà cái chất liệu nhựa khá là cao cấp nhá các bạn. Sờ vào ấn, chúng ta ấn ấy, đây này. Chúng ta ấn này, chúng ta đây này. Nó có cái sự phản hồi rất là tốt lên trên cái tiếp xúc, phần tiếp xúc tay của chúng ta. Vô lăng 3 chấu cũng được tích hợp một số những cái phím bấm cơ bản thôi. Hiện tại thì theo như nhà sản xuất Toyota công bố thì chiếc xe này sẽ được trang bị những cái gói nằm trong cái gói package an toàn của Toyota. Rồi chúng ta sẽ đi sang bên kia. Trước khi sang bên kia để chúng ta khám phá cái phần bản điều khiển trung tâm của chiếc Camry này thì Duy muốn giới thiệu một chút đến cái phần đánh cửa ở đây. Ghế thì được điều chỉnh điện này, chúng ta sẽ có nhớ hai vị trí ở đây.
những cái phần nhớ vị trí ghế ở đây, rồi các cái nút bấm lên kính cửa thì đều được hoàn thiện rất tốt này. Cái phần nút bấm chất liệu cho tới cái việc đồ họa, design đều rất là ổn. Đó. Tất cả các kính này đều là được trang bị kính một chạm hết. Đây, quay lại với cả phần cốp. À, wow, hay quá. Ở trang cái mẫu xe mở thị trường Thái này thì có còn được trang bị hai cái phần để chúng ta có thể đựng đồ vào đây. Các bạn thấy hay không? Nói chung ở thị trường Thái Lan ấy thì những cái đồ này họ rất là sẵn và họ đều được làm rất là cẩn thận. Cốp thì chúng ta vẫn là dạng cốp bán tự động luôn. Rồi, bây giờ thì vào bên trong xe. Ghế da để xem nào. Cái bề mặt da của Camry này thì chỉ là da dạng da tổng hợp thôi, da nhân tạo đó. Và cái bề mặt da thì khá là lì. Nhưng mà cái phần ghế ngồi này thì có cái thiết kế thể thao. Đây các bạn có thể thấy này, cái phần vai u này. Đó. Rồi bây giờ Duy sẽ ngồi thử vào đây nhá. Phần lưng ghế được làm nói chung là cái độ ngả rồi cái độ ôm người ấy, nó khá là vừa vặn. Nhưng mà hai cái tì hai bên này này, nó cho chúng ta một cái cảm giác ngồi vào Camry nó không còn cái chất theo kiểu dạng quá là bề thế nữa, mà nó gọn gàng hơn, nó ôm vào người chúng ta nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngay lại với cả cái bản điều khiển trung tâm đi. Đó. Nói đến cái bản điều khiển trung tâm của Camry thì đã xuất hiện những cái thiết kế mới. Chúng ta nhìn nó không còn khô, nó không còn thô, nó không còn cứng như ở cái thế hệ trước đây nữa. Đặc biệt là ở thị trường Việt Nam ấy thì Camry phải đến vài năm trở lại đây rồi, họ luôn luôn có những cái sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách hàng. Đó, rất nhiều năm rồi chứ không phải là vài năm nữa. Màn hình này thì 7 inch này, rồi các cái nút bấm ở đây cũng thiết kế thanh mảnh. Đó, tất cả các cái chữ thể hiện những cái nút bấm ở đây đều được làm rất là rõ nét. Tiếc quá, Duy lại chưa có chìa khóa ở đây. Đẹp, nói chung là đẹp đấy. Ở xung quanh thì cũng có những cái đường viền đèn nội thất màu xanh dương. Đây, các bạn có thể nhìn vào đây đó. Rồi, chúng ta sẽ nói luôn tới cái phần ốp này nhé. Đây là cái phần ốp với cái vân. Cái này nhìn kỹ thì chúng ta mới phát hiện ra là cái này là bằng nhựa đấy. Bằng nhựa nhưng mà Toyota đã làm dạng kiểu giả vân gỗ ấy. Với cái phần vân chúng ta sờ vào nó hơi gai gai một chút. Nó kiểu vân kiểu dạng đường tròn đồng tâm á. Đó. À, các bạn có thể nghe rõ. Đó. Rồi. Phần dưới này thì cũng là nhựa mềm. Giả da được khâu ở đây. Khá đẹp đó. Nhưng mà chất liệu ngon, ổn. À đây, Toyota Camry mới thì cũng được trang bị xà không dây chuẩn chi. Đó. Rồi cổng USB ở đây. Phanh tay điện tử, auto hold các kiểu. Rồi, đây là cái hàng ghế thứ hai của chiếc Camry mới. Đó. Theo như Duy nhìn ở đây thì cái khoang nội thất của hàng ghế thứ hai của chiếc Toyota Camry mới này vẫn giữ nguyên được cái sự rộng rãi vốn có của mình. Đây, hai cổng sạc USB này, cửa gió điều hòa này. Thực ra ấy, thì có một cái điểm mà Duy cảm thấy chưa thực sự hài lòng ở chính cái khoang thứ hai, cái phần hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Các bạn có thể thấy này, cái cửa gió điều hòa này thật sự là cái về mặt thiết kế nhìn nó không hề đẹp một chút nào cả. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có nút để điều chỉnh cái hàng ghế phụ của chiếc Toyota Camry. Cái vị trí mà Duy đang ngồi là vị trí boot đấy. Ở bên chúng ta thì tay lái thuận thì sẽ là vị trí boot ở bên tay phải, ghế bên phải hàng ghế thứ hai.
Còn ở bên Thái Lan thì sẽ là bên trái, để chúng ta điều chỉnh cái tạo không gian thêm cho hàng ghế thứ hai phía sau. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa cần điều chỉnh cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta cũng đã có khoảng 20 phân đầu gối để chạm tới cái lưng của hàng ghế thứ nhất. Duy là một người cao 1m75. Đó, chúng ta cũng sẽ có rèm che nắng sử dụng bằng tay, sử dụng bằng cơm đây. À, bên trên này thì là cái đèn do hãng Toyota lắp thêm để chúng ta có thể quan sát rõ cái phần bên trong này các bạn, chứ không Camry thì đương nhiên là không thể có một cái đèn như thế này được. Rất là rộng rãi. Bệ tì tay ở đây cũng vậy, bệ tì tay khá to. Đó, các bạn có thể thấy không? Bệ tì tay ở đây, khay để cốc này. Có một cái điểm này nữa mà Duy muốn nói. Lưng, cái phần lưng của cái hàng ghế thứ hai này ấy, thì khi chúng ta ngồi vào chúng ta sẽ có cảm nhận là nó không có được cái độ ngả tốt như ở cái thế hệ tiền nhiệm. Nó đã có phần nào đó hơi đứng lên một chút xíu. Và các bạn có thể thấy không, là cái phần tựa đầu này, cái phần tựa lưng và tựa đầu này được đẩy lên khá cao so với cả thế hệ trước đây. Đây, từ phía sau thì các bạn có thể quan sát một chút về cái phần khoang phía trước bảng táp lô. Đó. Rồi, bây giờ thì mời các bạn sẽ tiến tới về cái khoang động cơ nhé. Vâng, đây, đây chính là khối động cơ của chiếc Toyota Camry 2019 phiên bản 2.0G tại thị trường Thái Lan. Toyota VVTi IW. Đó, vâng. Cái động cơ đua VVTi này thì vẫn được giữ nguyên như trên những cái phiên bản tiền nhiệm ở thị trường Việt Nam, và có cái thông số là 167 mã lực tại 6.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại là 199 Nm tại 4.600 vòng trên phút. Vâng, đó. Đó vừa rồi là những cái thông tin và những cái đánh giá đầu tiên của chiếc Toyota Camry 2019. Và như các bạn có thể nhìn nó, thì với cái diện mạo bên ngoài như thế này thì hứa hẹn rằng khi về Việt Nam em nó sẽ lại là một mẫu xe hot mà thôi. Chỉ bây giờ chúng ta điều quan trọng nhất là khi về Việt Nam giá sẽ là bao nhiêu. Các bạn thử comment, chúng ta cùng nhau đoán thử cái mức giá của chiếc Toyota Camry này, nếu như về Việt Nam sẽ có cái mức giá chính xác là khoảng bao nhiêu tiền. Đó, các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về những cái mẫu xe. Đó. À, có một cái điều này Duy muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa, đó chính là hiện tại cái phiên bản này thì vẫn chưa được trang bị cái hệ thống an toàn mới của Toyota là safety sense, chưa có cái phần màn hình HUD ở trên kính lái. Rồi, anh em mình cùng một vòng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.